Kính bạch sư, cho con hỏi là nuôi cá cảnh có tạo nghiệp bất thiện không? Ngày trước ba con có nuôi mà bây giờ nuôi lại có được không? Nó có một vài những cái con cá mà tôi thấy là nó giống như là nó không có khả năng sống trong tự nhiên. Cái chuyện người ta nuôi nó có khi nó sống cả đời ở trong đó, nó cũng không có ý thức được. Đối với con cá đó thì cái chuyện nó sống ở trong sông hay là sống ở trong hồ hay là sống ở trong một cái ao kiến thì nó cũng không phân biệt, bởi vì cái không gian nó quá rộng. Cái chuyện đó sư xem nó như ngoại lệ, nhưng mà quý vị nghĩ nó như thế này nè: khi chúng ta nuôi bất kỳ một con gì ha, thì tốt nhất á, đừng có hạn chế sự tự do của nó. Sư có nói mình nuôi, nếu có nuôi đó thì nên nuôi chim hơn là nuôi cá. Mà nuôi chim á, tức là sao? Mình cho nó ăn không có lòng, nó tới thì nó ăn, xong nó muốn bay đi đâu nó bay. Rồi cá đó, thì trừ khi cá đó là cá trong hồ, cá cá ở trong sông đấy. Rồi quý vị đến, quý vị mình thích thì mình cho nó ăn, ăn xong rồi nó muốn đi đâu nó đi. Cái sự tự do của nó là do nó hoàn toàn quyết định, mình không có ảnh hưởng tới nó. Thì như vậy đó, mình sẽ không có tạo cái nghiệp đó là mình hạn chế tự do của chúng sanh khác. Cái nghiệp nó quan trọng lắm nha. Gì chờ. Tôi tính cho quý vị coi một thứ nhưng mà tìm không ra. Nó tóm lại nó như thế này nè: khi mà chúng ta nuôi, chúng ta nhốt bất kỳ một cái sinh vật nào thì chúng ta đang tạo cái nghiệp mất tự do ở đời này hoặc đời sau. Nếu như mà nó nặng á, thì mình đi địa ngục, đi xong rồi đó, nhờ khi cái nghiệp nào nó dư sót thì chúng ta ở cái kiếp làm người hoặc là làm thú thì mình sẽ bị mất tự do. Ví dụ như mình sẽ ở trong một cái đất nước là không có tự do, ví dụ như ở nước như là Nam Triều Tiên hả, ở đó hầu như người ta không có điện thoại, không có được lên internet, và hễ mà gặp chủ tịch Kim thì nữ thì phải khóc để mà bày tỏ cái sự hạnh phúc tự hào khi mà nhìn thấy, chỉ bởi vì nếu như họ không làm như vậy họ sẽ bị bắn chết. Rồi những gia đình ở đó là họ không được có bất kỳ một cái tôn giáo nào, thí dụ như là một quyển kinh hoặc là
kinh của bất kỳ một cái tôn giáo nào có là bị bắn chết. Họ không được xem bất kỳ một bộ phim nào của nước ngoài, chỉ cần họ xem họ sẽ bị bắn chết đấy. Hoặc là trong thời kỳ bôn bốt ấy, những người tri thức được xem là những người không có tạo ra sản phẩm và họ sẵn sàng họ tiêu diệt. Một người chỉ cần họ chọn một con gà thôi, họ có thể bị bắn chết. Rồi nam nữ thì không có được đến với nhau, không phải do tình yêu mà do sự bốc thăm, tức là lựa chọn, chỉ định đấy, không có sự tự do lựa chọn. Còn nếu như mà những cái người mà có quyền á, họ có được phước mà họ lấy được những cái cô vợ đẹp thì chắc có phải hay không thì mình không biết đấy. Rồi hoặc là họ sẽ cái nghiệp á, nó sẽ dẫn đến cái chuyện là mình, nếu mình không có sống trong những đất nước mà mất tự do như vậy thì mình cũng sẽ bị những cái nghiệp mà bị khiến mình phải sống trong cái cảnh tù tội, có đôi khi là bị tù tội một cách vô lý. Quý vị thấy có những cái án oan ấy, mà người ta bị oan mười mấy năm, tán gia bại sản, gia đình khánh kiệt, để mà kêu oan cho người thân. Chỉ có bản thân họ, họ biết là họ bị oan thôi. Rồi mãi về sau biết bao nhiêu lâu á, người ta mới minh oan được cho họ. Thì đang sống sờ sờ vậy đó, đang tự nhiên, đang sống bình thường, không có tạo nghiệp, ác nghiệp gì hết, thì tự nhiên là bị oan. Người đời á, thì họ có thể họ nói là xui, nhưng mà theo Phật giáo nó là một cái nghiệp. Một trong những nguyên nhân mà mình khiến bị nghiệp đó là mình đã từng tạo cái nghiệp hạn chế tự do của chúng sanh khác. Đang yên đang lành tự nhiên là bị nhốt chơi gì đó, nhốt mười mấy năm. Mà những con người đó là những con người mà cái phước họ trổ đó, thành ra là họ còn được minh oan, còn trả được tự do, thậm chí là được bồi thường. Quý vị thử đặt câu hỏi, có những người, có những xứ mà họ bị oan, họ không có nơi để mà họ minh oan cho họ, và họ phải bị oan suốt cả cuộc đời. Đó là do cái nghiệp mà mình hạn chế tự do của chúng sanh khác. Cho nên thì muốn nuôi cá thì giả sử như cá ở trong sông á, thì ăn nuôi, tức là thích thì nó đến, không thích thì nó đi. Chim ở trên trời đó ăn nuôi, chứ đừng có nuôi chim ở trong lòng. Mình gọi là chim trời cá nước. Thì như vậy mình sẽ không có tạo cái nghiệp là hạn chế tự do của chúng sanh khác. Rồi khi mà mình hạn chế tự do, nó đủ thứ chuyện hết trơn á. Tại vì sao? Bởi vì cái môi trường á, cái môi trường mà mình của cái con vật đó, nó hoàn toàn phụ thuộc vào mình. Nước trong hay nước đục đấy, đồ ăn có sạch hay không. Nếu như mà mình nuôi, mình chăm cho kỹ thì nó lại là cái nghiệp tham ái, mà mình không nuôi, mình không chăm á, thì mình lại tạo cái nghiệp bất thiện đấy. Cái kiểu gì nó cũng là bất thiện hết trơn ấy. Thành ra là nếu như hỏi lời khuyên của sư thì tránh được thì nên tránh.